Chiều ngày 24 tháng 10 tại xã Ngọc Liên, Huyện ủy Ngọc Lặc tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Lặc về công tác cán bộ đối với các đồng chí Phạm Văn Trọng và Nguyễn Thành Trung. Đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện dự và trao quyết định. Dự tại hội nghị có đồng chí Cao Viết Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện. Tại buổi lễ đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Liên nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Phạm Văn Trọng. Thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Minh Sơn nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Minh Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 để chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Liên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định đồng chí Nguyễn Thành Trung thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đồng Thịnh nhiệm kỳ 2020-2025 để chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Liên nhiệm kỳ 2020-2025. Giới thiệu để Hội đồng Nhân dân xã Ngọc Liên bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Liên nhiệm kỳ 2021-2026. Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bùi Huy Toàn đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bùi Huy Toàn nhấn mạnh, trong thời gian qua, huyện Ngọc Lặc luôn xác định công tác cán bộ có ý nghĩa quan trọng quyết định sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chính vì vậy, việc điều động luân chuyển cán bộ đã được huyện cân nhắc xem xét thận trọng. Hôm nay, hai đồng chí được nhận nhiệm vụ tại xã Ngọc Liên là vinh dự, cũng là trách nhiệm cao. Đồng chí mong muốn ở cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ đoàn kết, phát huy những thế mạnh của mình để cống hiến xây dựng xã Ngọc Liên. Đây là xã đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này. Ngọc Liên là xã nông thôn mới nâng cao của huyện Ngọc Lặc. Đồng chí yêu cầu các đồng chí cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, có mối quan hệ tốt, đoàn kết cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các thôn, các cơ quan đơn vị, tổ chức thực hiện tốt quy chế giao ban và quy chế phối hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên cương vị công tác mới, đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu rèn luyện, phát huy kinh nghiệm công tác, tinh thần đoàn kết, sâu sát cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng với cấp ủy chính quyền, cán bộ và nhân dân, lãnh đạo xã Ngọc Liên tiếp tục duy trì các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, có nhiều quyết sách quan trọng để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của địa phương, từ đó nâng cao đời sống, tinh thần và vật chất cho nhân dân, cùng với huyện Ngọc Lặc về đích huyện nông thôn mới.